Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ thuộc phòng tài chính kế hoạch thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng các phòng ban cơ quan đơn vị, Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nội vụ đã công bố quyết định số 3605 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hải, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch thành phố giữ chức phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, thời gian bổ nhiệm là 5 năm trao quyết định bổ nhiệm cho bà nguyễn hồng hải tân phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố và phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn huỳnh ủy viên ban thường vụ quyền chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng đồng chí nguyễn hồng hải tân phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố vừa được bổ nhiệm đồng chí quyền chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng mong rằng trên cương vị công tác mới đồng chí nguyễn hồng hải sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm năng lực trí tuệ và kiến thức của bản thân xây dựng khối đoàn kết sự quyết tâm của tập thể để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí nguyễn hồng hải tân phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố khẳng định ở lĩnh vực công tác mới sẽ không ngừng phấn đấu tăng cường đoàn kết nội bộ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao